Việt Nam tỏ quyết tâm dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước. Bộ trưởng Nông nghiệp nói Việt Nam xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo năm nay. Đài Loan hoan nghênh Việt Nam cấp visa điện tử cho công dân của đảo quốc này. Quân đội Ukraine công bố đoạn phim chiếm lại một làng trọng yếu ở miền Đông Nam. Lithuania đóng hai cửa khẩu biên giới với Belarus. Cơ quan vũ trụ Nga cho biết tàu vũ trụ Luna 25 đi vào quỹ đạo mặt trăng. Anh thắng chủ nhà Úc để vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên. Các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hôm 16 tháng 8 khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú. Khẳng định của các lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương được đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào chiều 16 tháng 8. Khi được hỏi về trường hợp của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói quyết tâm truy bắt rất cao và quyết liệt của Ban Chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật, không chỉ với trường hợp bà Nhàn mà còn với tất cả các trường hợp bỏ trốn khác, theo tường thuật của tuổi trẻ. Quan chức này cho biết có một bước tiến mới là cả những đối tượng bỏ trốn cũng bị xét xử vắng mặt và bản án sẽ là tiền đề để phục vụ cho việc truy bắt. Trong trường hợp với những nước chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, ông Yên cho biết Việt Nam sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra sau khi tờ báo Đức TASS hôm 7 tháng 8 đưa tin bà Nhàn được cho là từng đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam và bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã sang Đức và hiện đang sống tại một thành phố lớn của nước này vài tháng nay. Tờ TASS cho biết Việt Nam đã gửi đơn yêu cầu dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác đơn này. Theo tờ báo, kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, tất cả các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam theo nguyên tắc đều bị từ chối. Việt Nam có 7-8 triệu tấn gạo để xuất khẩu trong năm nay sau khi dự trữ đủ cho an ninh lương thực quốc gia, theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết hôm 15 tháng 8. Phát biểu trước Quốc hội, ông Hoan được Reuters trích lời nói rằng hệ thống thủy lợi của đất nước cho phép nông dân sản xuất lúa gạo quanh năm ở đồng bằng sông Cửu Long. Hãng thông tấn Anh cho biết ông Hoan phát biểu như vậy sau khi Ấn Độ, vốn chiếm hơn 40% xuất khẩu gạo toàn cầu, tháng trước đã ra lệnh tạm dừng vận chuyển loại gạo xuất khẩu lớn nhất của mình để làm dịu giá cả trong nước, đẩy giá toàn cầu lên mức cao nhất trong 15 năm và gây lo ngại về lạm phát lương thực vốn đã cao trên toàn cầu. Theo ông Hoan, giá tăng tạo cơ hội cho Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, vào năm ngoái sau Ấn Độ và Thái Lan để thúc đẩy xuất khẩu. Theo báo Tuổi Trẻ phát biểu trong cuộc chất vấn tại Quốc hội, ông Hoan nói rằng an ninh lương thực luôn là vấn đề thiết yếu cấp bách. Tờ báo này cũng dẫn lời ông Hoan nói rằng gạo vẫn là mặt hàng tiêu dùng chính, chiếm 70% trong tiêu dùng lương thực thực phẩm, nên giữ đất lúa là cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Theo dữ liệu của chính phủ được Reuters trích dẫn, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng 21% so với một năm trước đó, lên 4,89 triệu tấn. Gạo xuất khẩu đạt tổng cộng 7,1 triệu tấn vào năm ngoái. Bộ Ngoại giao Đài Loan vừa hoan nghênh quyết định của Việt Nam mở ra chương trình cấp thị thực điện tử, còn gọi là e-visa, cho khách du lịch nước ngoài, trong đó có du khách Đài Loan theo Focus Taiwan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Jeff Liu hôm 15 tháng 8 được trang tin trên dẫn lời nói rằng sự thay đổi này có nghĩa là những người mang hộ chiếu Đài Loan sẽ không còn phải nộp đơn xin công văn chấp thuận nhập cảnh từ chính phủ Việt Nam trước khi đến Việt Nam. Theo Focus Taiwan, du khách Đài Loan cần có công văn chấp thuận do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp để được xuất nhập cảnh Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới xin visa lúc hạ cánh. Tin cho hay mặc dù thị thực hạ cánh chỉ tốn 25 đô la Mỹ, nhưng phí cho thư chấp thuận có thể lên tới 200 đô la Mỹ và chỉ có thể được xử lý thông qua một công ty du lịch được chứng nhận. Focus Taiwan còn cho biết thủ tục xin visa tốn kém có thể là nguyên nhân khiến lượng khách Đài Loan đến Việt Nam giảm mạnh trong năm nay.
Trang tin này dẫn thống kê của Cục Du lịch cho thấy khách du lịch Đài Loan đã thực hiện 321.000 lượt đến Việt Nam từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 trước khi xảy ra đại dịch, khi thư chấp thuận không phải là yêu cầu đầu vào. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm nay, con số này chỉ là 118.000 theo Cục Du lịch. Việt Nam hôm 14 tháng 8 cho biết vừa thông qua một nghị quyết, theo đó sẽ cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo nghị quyết do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8, việc cấp thị thực điện tử sẽ được thực hiện tại 13 cửa khẩu đường hàng không, bao gồm cả Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đây là một điểm của lớp học thuộc chương trình Gia sư Áo Xanh do nhóm những thanh niên tình nguyện Mùa Hè Xanh hỗ trợ ôn tập kiến thức trong dịp hè cho học sinh là con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mới đầu là cũng hỏi công nhân nhà trọ đó, thì có vài bé tham gia, về nói ừ thôi vậy cũng được, vài bé là được rồi. Thì mới đầu cũng nghĩ là cỡ 3-4 bé, thì một gia sư dạy 3-4 bé là tiểu học chủ yếu à. Về xong rồi học được chắc cỡ 3 buổi, tự nhiên sớm kéo qua học quá trời luôn. Lại giờ tóm lại là 15 bạn luôn á. Vừa ôn luyện kiến thức, vừa gặp gỡ đồng trang lứa cho vui chơi, nên như lời em Thiện là rất thích học ở đây. Năm nay em chuẩn bị lên lớp 6, học có 1 tiếng rưỡi rồi, thứ 3 với lại thứ 5. Học thì được, mỗi lần học xong thì được mở điện thoại coi chút, chơi mấy cái trò chơi dân gian. Ta là vua và cao, dài, ngắn, thấp. Em thích ở đây không? Học ở đây vui. Mỗi buổi học có khoảng 1 tiếng để ôn tập kiến thức cho các em. Thời gian còn lại, lớp sẽ chuyển sang phần sinh hoạt trò chơi, giúp các em có một số kỹ năng như giao tiếp, xử lý tình huống. Cô giáo Trân, trưởng nhóm khu vực Bình Tân cho biết như vậy. Chiến dịch tình nguyện Gia sư Áo Xanh là một chiến dịch dạy tình nguyện dành cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như trong mùa dịch là sẽ dành cho những cái bạn mà bị mồ côi cha mẹ hoặc là không có người thân bởi vì do dịch đó. Thì đó là chiến dịch tình nguyện Gia sư Áo Xanh sẽ hỗ trợ về việc đó. Còn mấy năm nay thì qua dịch rồi thì sẽ hỗ trợ cho những bé có hoàn cảnh đặc biệt như là ba mẹ làm công nhân, ba mẹ ở nhà trọ không đủ điều kiện cho đi học thêm. Những tiết học hè ở tại khu lưu trú như vậy, theo lời cô giáo Kim Hồng, nó nhẹ nhàng của giờ ngoại khóa. Rồi thì sau học xong giờ vừa học vừa chơi nè. Với lại đa số là một tuần mình học 2 buổi thì một buổi chơi, còn một buổi kia là vừa học vừa chơi. Cho nên các bạn cũng thích lắm, lúc nào cũng thay đổi cái lịch theo cái giống như cái nhu cầu của mấy bé. Có bé thì nó thích chơi thôi, nó không chịu học, là phải vừa dụ nó mà vừa mình vừa dạy thêm á. Bà Hồng nói không chỉ có con em công nhân đang trọ trong khu mà một số gia đình xung quanh biết và xin gửi con đến theo học. Vậy là nhà bà trở thành mái trường rộn tiếng trẻ thơ mỗi chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quân đội Ukraine ngày 16 tháng 8 công bố đoạn phim cho thấy các binh sĩ của họ đã chiếm lại làng Urojen ở phía đông nam từ tay quân Nga sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến đến gần ngôi làng này. Một số vị trí trong video này được đối chiếu cho thấy khớp với các hình ảnh tư liệu và ảnh vệ tinh của khu vực. Nhưng Reuters không thể xác minh độc lập ngày quay phim. Ngôi làng này ở vùng Donetsk nằm trong cụm các khu định cư nông thôn nhỏ mà Ukraine tuyên bố đã giải phóng kể từ đầu tháng 6,
khi nước này bắt đầu cuộc phản công đẩy lùi quân Nga, vốn đang kiểm soát các vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận việc mất khu định cư trong một tuyên bố trên Telegram, nhưng cho biết pháo binh và máy bay chiến đấu của họ đang tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Urochen. Việc chiếm lại ngôi làng cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh một cuộc tấn công về phía nam tới biển Azov nhằm chia đôi lực lượng chiếm đóng của Nga. Urochen chỉ cách biển Azov hơn 90 km. Tình hình trên chiến trường dường như rất khó khăn khi mà mãi đến nay Ukraine mới giành lại làng Urochen kể từ ngày 27 tháng 7, là lúc họ tuyên bố giành lại được làng Staromayorsk lân cận. Litva ngày 16 tháng 8 cho biết họ sẽ đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới với Belarus vì môi trường địa chính trị ngày càng trở nên đe dọa. Theo lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Agni Vechukevichuti phát biểu trước Hội đồng Bộ trưởng, chỉ vài tuần sau vụ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga đến tá túc ở nước láng giềng. Litva loan báo, hai cửa khẩu vùng nông thôn vốn không được sử dụng cho các xe thương mại sẽ đóng cửa từ ngày 16 tháng 8. Ba Lan đã đóng cửa tất cả, trừ một cửa khẩu biên giới với Belarus trong năm nay, sau vụ một nhà báo gốc Ba Lan bị bắt giữ và các nhà ngoại giao Ba Lan bị trục xuất, đồng thời công bố kế hoạch điều thêm 10.000 quân tới biên giới Belarus để tăng cường an ninh. Hồi tháng 7, nước này cho biết họ lo ngại rằng sự hiện diện của các chiến binh Wagner ở Belarus có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở biên giới. Thủ lĩnh của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện trong một video vào tháng 7, chào đón các chiến binh của ông đến Belarus. Ông Prigozhin tuyên bố Wagner sẽ không tham gia thêm vào cuộc chiến Ukraine vào lúc này, mà chỉ tập trung vào châu Phi, nơi họ đang tham gia vào một số cuộc xung đột, đồng thời giúp huấn luyện cho quân đội Belarus. Mẹ của quân nhân Hoa Kỳ Travis King lo lắng về sự an toàn của con, theo lời phát ngôn viên của gia đình ông King cho biết trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 16 tháng 8. Bình nhì Travis King đã chạy sang miền Bắc khi đang đi tour dân sự tham quan khu vực an ninh chung trên biên giới, được canh giữ an ninh nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 16 tháng 8 loan tin, các nhà điều tra của Triều Tiên kết luận rằng King muốn xin tị nạn ở Triều Tiên hoặc ở một nước thứ ba vì bị ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội và ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên Bình Nhưỡng thừa nhận công khai việc ông King vượt biên từ Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 7. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng King đã cố ý vượt biên và cho đến nay vẫn từ chối xếp loại ông là tù binh chiến tranh. Đội tuyển Anh lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới bằng chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Úc hôm 16 tháng 8, làm tan nát trái tim của nước chủ nhà để tiến vào tranh ngôi vô địch với Tây Ban Nha. Ella Toon mở tỷ số cho đội tuyển Anh vào phút thứ 36, khiến hơn 75.000 khán giả trên sân im bặt. Nhưng thủ quân đội chủ nhà Sam Kerr đã đưa Úc trở lại thế quân bình bằng pha đi bóng tuyệt đẹp và ghi bàn từ cự ly 25m ở phút 64. Tuy nhiên, hàng thủ Matidas không thể cản phá được một đường truyền bóng dài của các nữ tuyển thủ Anh và Lauren Ham băng vào xuyên thủng lưới Úc. Kerr đã xuất ghi bàn gỡ hòa, nhưng lại đá ra ngoài trong gang tấc và Alicia Russo ấn định tỷ số 3-1 khi còn 4 phút cuối của trận đấu để đưa nhà vô địch châu Âu, đội bị loại ở bán kết của hai kỳ World Cup gần nhất, vào tranh chung kết với Tây Ban Nha vào Chủ nhật 20 tháng 8. Phi thuyền của Nga đã bay vào quỹ đạo của mặt trăng ngày 16 tháng 8, một bước quan trọng hướng tới tham vọng của nước này là trở thành nước đầu tiên đáp phi thuyền xuống cực nam của mặt trăng để tìm kiếm nước đóng băng. Công ty vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết, phi thuyền Luna 25 bay vào quỹ đạo của mặt trăng lúc 8 giờ 57 phút giờ quốc tế GMT. Luna 25 sẽ bay vòng quanh mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, trong khoảng 5 ngày, sau đó đổi hướng để hạ cánh nhẹ nhàng xuống cực nam của mặt trăng, dự kiến vào ngày 21 tháng 8. Phi thuyền Chandrayaan 3 của Ấn Độ đã bay vào quỹ đạo của mặt trăng hồi đầu tháng này và dự kiến sẽ đáp xuống cực nam của mặt trăng vào cuối tháng này. Luna 25 có kích thước gần bằng một chiếc ô tô nhỏ, dự kiến sẽ hoạt động trong một năm ở nam cực mặt trăng, nơi các nhà khoa học tại NASA và các cơ quan vũ trụ khác trong những năm gần đây đã phát hiện dấu vết của nước đóng băng.
Trong nỗ lực thu thập các hiện vật lịch sử của người Việt tị nạn Cộng sản, Viện Bảo tàng Di sản Người Việt vừa được ông Ngô Văn Thu trao tặng một chiếc hải bàn kỳ diệu, một hiện vật lịch sử đã giúp 149 người Việt tị nạn tìm đến bến bờ tự do năm 1989, từ Việt Nam qua tới Mã Lai. Chiếc hải bàn này cao 20cm, nặng 1.5kg, to bằng tô canh, theo lời của Thiếu tá Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ngô Văn Thu, người đã phải trở thành hoa tiêu bất đắc dĩ sau khi nhận ra mình đã bị gạt bởi tổ chức vượt biên quân khu 9 Cà Mau của Việt Nam điều khiển, để lên tàu gỗ vượt biên mà không có tài công hoặc hoa tiêu. Cái chiếc hải bàn này nó rất là kỳ diệu. Kỳ diệu cái chỗ là không hiểu tại sao cái hải bàn nó to cỡ đó đó, thấy không? Mà đeo trước ngực này, mà trong khi nó đứng sát mình, nó bắt mình há miệng ra, nó tìm, nó moi chẻ tóc cái đồ mà đây sát đây mà nó không thấy được, nó không có tìm ra. Mà suốt 3 lần, 4 lần như vậy đó, mà rốt cuộc chiếc hải bàn vẫn còn lại, nó không đụng tới, nó không hỏi tới. Theo ông Thu, dù không biết gì về hàng hải, ông cứ theo đúng 240 độ đông nam của hải bàn mà đưa chiếc thuyền gỗ chở 149 người Việt Nam tị nạn đến Mã Lai. Chiếc hải bàn và những người đồng hành trên chiếc thuyền vượt biên không bị hải tặc tấn công, cướp bóc hoặc trải qua những cảnh chết chóc đói khát trên biển. Tất cả đều an toàn đến đảo Pulau Budong, Mã Lai, nơi có trại tị nạn của thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi sau năm 1975. Tất cả những chúng ta đều đi vượt biên đều là tiên đoán tầm không có chính xác. Nếu mà anh Thu mà đi như này thì rất là may mắn. Chúng tôi đi cái hải bàn nhỏ thôi. Với thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai, thứ ba định cư ở Mỹ, những câu chuyện vượt biên này phần nào giúp họ hiểu hơn về cuộc sống của họ ở Mỹ và hành trình đi tìm tự do của cha ông họ. Thì mình ở Mỹ đây, người ta nhìn mình thì họ thấy ok, con là người Việt Nam. Mà em cũng buồn tí xíu tại vì mình thấy mặt là người Việt Nam mà mình không có biết cái lịch sử ra sao, thì em cứ muốn hiểu biết thôi. Thì ba của em thì cũng cái tuổi cao, em cứ nhìn mấy cái bác ngồi cái hàng trước thì chỉ cứ nhớ ba thôi. Đây là cái hải bàn chị Phương Hướng. Thì bây giờ các bạn trẻ mà sau này có cái tư tưởng mà tiến bộ đó thì phải theo cái tâm mình đúng theo cái hải bàn đi chúng hướng, đi cho đúng hướng. Đó. Theo Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, có khoảng 1 triệu người Việt Nam vượt biên bằng đường biển sau năm 1975. Cho đến nay, số người chết, mất tích hay sống sót trong các cuộc vượt biển, đánh đổi cả mạng sống để tìm tự do, vẫn còn chưa rõ ràng. Những thành viên của Nhà Việt Nam, một tổ chức văn hóa và thiện nguyện được nhiều người biết tiếng trong vùng, đang tất bật chuẩn bị các loại trang phục truyền thống cho chương trình văn hóa sắp được tổ chức, phục vụ các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ trong thời gian tới đây. Chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn mà những người tổ chức hy vọng sẽ đem tới một thoáng hình ảnh quê hương Việt Nam nơi hải ngoại. Ví dụ như mình sẽ có một cái hội chợ, thì trong cái hội chợ mình sẽ có những cái một phần những cái các loại bánh truyền thống của Việt Nam, rồi mình sẽ có một cái gian hàng mà mình gọi là gian hàng tuổi thơ, có những cái trò chơi dân gian cổ truyền của Việt Nam, mà có nghĩa là không những các em mà những cái lứa tuổi như chúng ta, những bậc phụ huynh cũng rất và cảm thấy rất thích thú. Cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ có tổng số khoảng 70.000 người. Đây là con số không phải quá lớn nếu so với nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ. Tuy vậy thì trong hàng chục năm qua, kể từ khi người Việt đặt chân tới đây và cộng đồng dần hình thành, thì những chương trình văn hóa Việt đã và đang được duy trì đều đặn với nhiều sinh hoạt khác nhau của các hội đoàn. Tất cả đều nhằm mục đích duy trì những giá trị quý báu và nét đẹp văn hóa Việt trong các thế hệ tiếp nối. Nếu chúng tôi nhà Việt Nam không cố gắng tổ chức những cái chương trình như vậy đó, thì văn hóa Việt Nam mình, các em, các cháu không có cái dịp mà tiếp xúc. Và nếu mà một cái văn hóa mà mình nói là 4.000 năm văn hiến của mình đó, mà nếu mà mình để mai một đi là một cái điều rất là đáng tiếc. Người ta thường nói muốn làm văn hóa thì phải có tài chính trước đã.
Điều đáng mừng là trong nhiều năm qua, các chương trình và sinh hoạt văn hóa của những tổ chức và hội đoàn thiện nguyện như Nhà Việt Nam vẫn luôn nhận được sự chung tay và giúp sức của nhiều mạnh thường quân trong cộng đồng. Tuy vậy, làm thế nào để lôi kéo và thu hút thế hệ trẻ đến với những sinh hoạt văn hóa truyền thống này thì các thế hệ đi trước đều phải có những giải pháp khác nhau. Mình cho các em vừa vui vừa học. Thế chẳng hạn như là muốn biết các em biết về lịch sử Việt Nam thì không phải là mình làm ra một cái lớp học để các em ngồi đấy, các em nghe mình nói. Nhưng mà mình sẽ làm những cái hoạt cảnh, những cái vở kịch trên sân khấu về Nguyễn Thái Học, về Hai Bà Trưng, về Quang Trung, rồi Trần Hưng Đạo. Thế thì các em được đóng những vai đó. Và các em khi mà trước khi mà các em lên trình diễn thì các em đã được học hỏi, đã được nghe, nói về những nhân vật lịch sử đó. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhà Việt Nam và nhiều tổ chức hội đoàn khác trong cộng đồng gốc Việt trong nhiều năm qua đã thu hút được hết lớp trẻ này đến lớp trẻ khác tham gia vào các chương trình và sinh hoạt giới thiệu văn hóa lịch sử Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và các bạn trẻ đang từng bước thay thế dần thế hệ đi trước, đứng ra đảm trách việc bảo tồn và giới thiệu văn hóa Việt trong cộng đồng, cũng như tới với các sắc dân khác cùng sinh sống trong vùng. Thông qua đầu tư vào bất động sản, cơ sở hạ tầng và thương mại ở Trung Đông, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình trong khu vực và với những người Ả Rập dưới 30 tuổi, vốn chiếm 60% dân số. Trong khảo sát thanh niên Ả Rập từ 18 đến 24 tuổi trong khu vực, công ty truyền thông BCW phát hiện ra rằng thanh niên trên 18 quốc gia coi Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là hai đồng minh hàng đầu của Trung Đông và Bắc Phi. China, in fact, is at 80%. Trên thực tế, Trung Quốc đang ở mức 80%, cao nhất trong 4 năm qua so với Hoa Kỳ ở mức 72%. John cho biết, sự thay đổi trong nhận thức một phần là do sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh nhằm mục đích tạo ra sự kết nối và thương mại bằng cách đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu. Gần 28,5% khoản đầu tư của sáng kiến vành đai và con đường là ở các thị trường MENA, Trung Đông và Bắc Phi. Một lý do khác, chính sách không ràng buộc của Trung Quốc. Giới trẻ Ả Rập coi Trung Quốc trong chính sách đã nêu của họ là những người không can thiệp. Vì vậy, theo một cách nào đó, Trung Quốc không can dự vào chính trị của khu vực. John nói rằng, với ngày càng nhiều sở hữu bất động sản, lợi ích kinh doanh và du lịch của Trung Quốc, tác động kinh tế của Trung Quốc trong khu vực sẽ tiếp tục tăng lên. Trung Đông hoặc các nước vùng vịnh cung cấp một nửa lượng dầu mà Trung Quốc cần. Cho nên khi nhìn vào những gì đang xảy ra ở đây, Trung Quốc theo nhiều cách đã thay thế Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại chính của họ. Và điều đó đã xảy ra vào năm 2010. Nhưng không phải ai cũng nhìn nhận Bắc Kinh một cách tích cực. Tôi nghĩ hầu hết chỉ là lao động giá rẻ và các trại lao động khổ sai. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc cưỡng bức lao động, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác, điều mà Trung Quốc phủ nhận. Ahmed nói rằng anh ấy thà sống ở Mỹ hơn là Trung Quốc nếu được lựa chọn, lặp lại những gì các thanh niên Ả Rập khác đã nói trong cuộc khảo sát. Mỹ có sự đa dạng, nó đồng hóa người Ả Rập, người không phải người Ả Rập, người châu Âu và những người khác từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, 60% thanh niên Ả Rập được khảo sát cho biết Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh quan trọng hơn đối với khu vực so với Trung Quốc trong 5 năm tới. Trong khi nhiều người nhìn nhận nền dân chủ Hoa Kỳ một cách tích cực, quan điểm về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Trung Đông lại trái chiều hơn. Hoa Kỳ có hơn 30.000 quân ở Trung Đông, hầu hết là ở Kuwait và Bahrain. Nearly 60% want the US actually to disengage with the region. Gần 60% muốn Hoa Kỳ rút khỏi khu vực, nhưng mà khác họ cũng coi Hoa Kỳ là một thử nghiệm tuyệt vời về nền dân chủ. Họ coi đây là một hình mẫu đầy khát vọng để đất nước của họ noi theo. Bằng cách nắm bắt ý kiến của giới trẻ Ả Rập, cuộc khảo sát hy vọng sẽ tác động đến các quyết định kinh doanh và hoạch định chính sách ở Trung Đông. Because this is the United States of America.
Các chiến thuật tương ứng của Joe Biden và người tiền nhiệm của ông Donald Trump tiếp cận người dân trong chiến dịch tranh cử để giúp họ giành được chức Tổng thống Hoa Kỳ và có thể giúp một trong hai giành được chức vụ cao nhất lần thứ hai trong cuộc bầu cử vào năm tới. Sau các bài phát biểu, Biden đôi khi tiếp xúc với đám đông, chụp ảnh selfie chung, đôi khi còn ôm hôn cử tri. Rồi cử chỉ giơ ngón cái đặc trưng của ông Trump, vung cao nắm đấm và những điệu nhảy. Mặc dù phải đối mặt với hàng chục truy tố về những cáo buộc phạm tội trước, trong và sau nhiệm kỳ của mình, nhưng ông Trump tự hào về mối quan hệ gắn bó của ông với những người ủng hộ. Tôi có thể đứng giữa đại lộ số 5 và bắn ai đó nhưng vẫn không mất bất kỳ cử tri nào, ok? Đối với những người nghiên cứu về lãnh đạo, sức thu hút không chỉ là khả năng truyền cảm. Các chính trị gia thành công rất giỏi cho việc truyền đạt thông điệp, theo lời Ulrich Jensen thuộc trường quan hệ công chúng Đại học bang Arizona. Bạn cảm thấy như bạn là một trong số họ và họ là một trong số bạn, phải không? Và nó dường như tạo ra bản sắc tập thể, thúc đẩy các giá trị. Tất cả những điều đó có thể được thực hiện bằng cách định hình thông điệp, cung cấp nội dung và trình bày rõ ràng một cách hấp dẫn và sẵn sàng. Bằng cách bắt tay, cử chỉ và lặp lại các câu quen thuộc, các ứng cử viên tổng thống khuếch đại thông điệp của họ đến thế giới rộng lớn hơn. Theo Stephen Farnsworth, giám đốc trung tâm nghiên cứu truyền thông và lãnh đạo tại Đại học Mary Washington, đa số những người đang theo dõi các ứng cử viên tổng thống này sẽ không bao giờ gặp bất kỳ ai trong số họ. Đơn giản là họ sẽ quyết định dựa trên những gì họ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, xem ứng viên này hay ứng viên kia hấp dẫn hơn với họ. Theo Farnsworth, Trump và Biden chỉ ra các bài học về giao tiếp cho những ai muốn thách thức họ. Bạn phải chân thật. Tôi nghĩ rằng những gì bạn nhìn thấy ở cả hai người đàn ông này chính là con người của họ. Các chính trị gia vụng về không thể học cách trở nên chân thực, nhưng họ có thể được huấn luyện về những gì cần nhấn mạnh, theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng đầu tiên của Trump, Sean Spicer, nói với VOA. Một trong những điều mà đôi khi các chính trị gia làm là nếu họ lo lắng về một số phẩm chất nhất định, thì họ sợ dựa vào chúng. Và tôi nghĩ những gì ông Trump đã làm là ông ấy thiên về những gì ông ấy nghĩ và những gì ông ấy tin tưởng. Biden đặt cược vào việc cử tri tin vào những lời hứa trung thành với đức tin của ông. Tôi chưa bao giờ nói với bạn bất cứ điều gì mà tôi không có ý đó. Tôi không bao giờ nói với bạn bất cứ điều gì tôi không tin. Cái nhìn xoáy vào ống kính máy quay video có thể vạch trần những ứng cử viên tổng thống không chân chính. Các cử tri nhìn thấy điều này và quyết định không ủng hộ họ, bất kể các chiến dịch đã chi bao nhiêu tiền để cố gắng thuyết phục họ ngược lại. Welcome to English in a Minute. These are bubbles. They make people happy. But what happens if we burst them? Burst someone's bubble. Jonathan, I finally got a reservation at that new Turkish restaurant. I hate to burst your bubble, Anna, but it's not very good. And I love Turkish food. Well, maybe you just ordered the wrong things. Oh, I ordered everything they had to offer. If you burst someone's bubble, you tell them their expectations about something are not true. Bursting someone's bubble can make them feel pretty disappointed. In this case, I think Anna will be okay. And that's English in a Minute. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA Tiếng Nói từ Hoa Kỳ.